Ủa, mẹ mới dậy chưa? Mẹ dậy chưa? Cứ bi này đi học quá. Mẹ uống á? Hay bố uống? Uống gì? Uống làm gì? Đau chân à? Qua trước con uống nhiều rắn rồi, nó hơi tanh tanh lần thích. À, rắn đây nó uống nó bắt xong nó được 2-3 năm á. Gọi là người ta thử uống chứ ai uống cái đến gì đấy. Vâng, anh Long có gọi về không nè? Bạn nhắn tin với cả chị đúng không? Trên tàu mới nhắn được à? Vâng. Anh đang đi xa nhưng mà được cái là nhàn gì đâu mà khó biết. À, giang hồ ở Nhật đúng không? Con ở nhà. Nó lâu đeo. Nó dùng cái kim. Một kim, nó dùng kim kim nhỏ nhỏ ạ. Ê, không biết sao là rửa tay chết nó rung 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 kim kim nhỏ bên trong ấy, kim mà trọng 3 cái kim ấy vẫn đeo bình thường gì đâu, nó chạy thường. Chạy bình thường gì đâu. Ủa, Kobe này đi học không? Ông một bây giờ đi chơi là đi xe máy bộ của bố á. Mệt lắm. Gớm nhỉ. Thế mấy con nó gần hết pin rồi. Rồi, vậy nhá.
Ồ, dạ. Lâu quá nhỉ. Lâu quá gặp Lâu lâu để vào thăm anh em chứ không ấy. nhớ, lâu quá quên mặt thì sao. Lâu quá nhỉ. Cái chương trình đấy xong chưa bác? Trên đảo á? Chưa. Chưa. Ở đây. Đảo này à? Cái đảo Trung Quốc à? Đảo này. Lâu vậy chi tí anh coi thấy được lớn. Bỏ cái này. Làm hết luôn. Thôi để làm hết đi. Nói cắm. Cả con đạt cái. Nhưng mà ít mưa mà. Ít mưa mà. Không mưa đâu, thì không có mưa thì nó mới hôi rồi, nó mưa thì nó chả chỗ đó mà. Đấy, cái đá, cái đá, cái đá. Đá. Đấy, còn cái đá nào không?